Thật sự là xin chân thành cảm ơn mọi người ạ. Thật ra thì bây giờ thì Harry cảm thấy nó rất là nhiều cảm xúc. Harry không biết phải là cảm xúc này có những cái cảm xúc xúc động cũng có, và những cái cảm xúc hạnh phúc cũng có. Và Harry không biết sao trong hôm nay thì thực ra thì Harry là không phải là một người Harry hơi nổi hướng. Nhiều người người ta nghĩ là Harry kiểm tra lại đi. Dạ em, ai cũng nghĩ em là hướng ngoại, nhưng mà thật ra thì em đã hướng nội. Cho nên là định nói câu này đúng không? Giờ mới vô đúng không? Dạ. Nhưng mà thật ra thì lần này em mới dám mở miệng với anh chị em nghệ sĩ là Harry là người gửi thiệp và mời họ trực tiếp đến. Và lúc đầu thì Harry cũng kiểu như là những người mà yêu quý Harry gửi thiệp. Rồi thì lúc mà họ trả lời một cái tin nhắn mà thật sự là chúc mừng đến Harry, và khi mà Harry nhận được cái những cái lời cảm động á, không biết sao chứ cảm thấy nó tức là Harry cũng tham gia trong showbiz là cũng là 9 năm hơn. Nhưng mà trước giờ là Harry không có mời, tại vì Harry cảm thấy e ngại, không biết sợ, không biết là có làm phiền người ta không, cho nên Harry cũng không dám mở miệng tới nhờ tới hay gì đó, mời tới thì cũng không có nói. Lần này mới là lần đầu tiên Harry mời, nhưng mà lần này thì khi mà mỗi lần anh chị em nghệ sĩ lên chụp hình chung với Harry và gửi lời chúc cho Harry, Harry cảm thấy thật sự là rất biết cảm ơn đến họ và cảm ơn mọi người đến với Harry ạ. Cảm ơn ạ. Rồi, chia sẻ của Harry ạ, chia sẻ rất là chân thành đúng không bà? Và có lẽ là ngày hôm nay để mà đánh dấu cho một cái chặng đường mà cũng gần 10 năm hoạt động trong nghệ thuật của Harry Wong. Thì đó là chiếc MV thì anh đã mong chờ ở đây. Một MV mà mang âm hưởng ballad rất là dễ thương và rất là dễ nghe. Thì để có được sự thành công như thế này, một cái MV rất là chỉnh chu như thế này, thì chắc chắn là chúng ta sẽ phải dành những lời cảm ơn đối với lại ekip của Harry Wong. Thì ngay lúc này sẽ là khoảng thời gian để mà chúng ta sẽ có một cái món quà để dành tặng cho tất cả các ekip đã hiện. Khi mà thấy cái lời chia sẻ của anh ấy, khi mà dù là đi làm vẫn nhớ tới mình, vẫn gửi cái lời chúc, thì Harry thấy sao? Thì em thấy cái đó là chuyện bình thường. Dạ, ai cũng vậy thôi. Và người ngoài cũng sẽ vậy, thì người kia cũng phải vậy thôi. Nên thì đó là đối với và chuyện bình thường nha. À, cái dịch để bù sao đúng không? Ok. Thầy giơ tay. Và câu hỏi cuối nha. Ok, mời mò. Chị Harry ơi, được tháng 8 thì chị có chia sẻ là chị bị một căn bệnh về mặt đó. Thì không biết là chị đã điều trị và vượt qua căn bệnh như thế nào? Tại vì mình là nghệ sĩ mà tự nhiên bị như vậy thì rất là buồn. Và có ảnh hưởng công việc không ạ? Và anh Trần Thành có động viên chị nhiều không? Thực ra thì động viên thì những người yêu quý Harry thì ai cũng động viên cả. Tại vì đó là một cái khá là cũng là cú sốc dành cho Harry. Tại vì Harry chưa bao giờ nghĩ là ủa mình cũng rất là khỏe mà ta. Nhưng mà chắc là cái thời điểm đó Harry bị thể lực cũng là tại vì ta làm việc nhiều quá, cho nên thể lực cũng đang yếu đi. Sau đó thì cũng có kiểu như là mình ráng tập thể dục thêm, viêm cơ rồi đủ thứ chuyện, nó bị vô tình dồn vào một lần hết, sau đó thì mới bị như vậy. Thì thật ra thì tới bây giờ Harry vẫn phải đi điều trị. Hôm qua Harry cũng đi chăm cứu, và chắc là 3 tháng nữa thì ít nhất là 3 tháng nữa thì Harry cũng phải đi điều trị thường xuyên. Thì thật ra thì với Harry thì cảm thấy cũng, nhưng mà bây giờ vấn đề là vậy nè, buồn hay không buồn thì nó cũng không thể xử lý được. Và mình biết là căn bệnh đã tới thì mình sẽ ráng làm sao cho nó vượt qua thôi, và mình kiểu như là sống tích cực. Tại vì bây giờ buồn khóc nó cũng không thay đổi được, và cái chuyện đó đã xảy ra rồi thì mình sẽ kiểu như là ráng cố gắng để mình cứ vượt qua cái chuyện đó. Thật ra thì hồi phục thì cũng không phải là hồi phục 100%, mà là Harry cảm thấy là hồi phục cho tới khoảng trên 90%. Tại vì cái mặt cơ mặt của Harry vẫn cảm thấy hơi khó chịu, khi mà mình cười tươi hay gì đó thì vẫn cảm thấy hơi khó chịu. Nhưng mà Harry cũng sẽ cố gắng làm sao cho nó, Harry mong là một ngày nào đó Harry vẫn được cười tươi mà một cách rất là dễ chịu. Và thật ra thì cái nụ cười mà cái gì Việt Nam nói là nụ cười tốt hơn cái đó đó. Thì cái câu này nó cứ nói mỗi lần nói vài là cứ bị mỗi lần cứ sai cái câu đó, không có thuộc được nha. Nói chung là nụ cười là tốt hơn 10 thang bộ gì đó. Thì thì Harry mong muốn là mọi người ơi, muốn làm cho Harry cười thì nhờ mà mọi người share cái MV của em và thương em nhiều hơn, thì em là mọi người em sẽ mau mau chống bệnh ạ. Cảm ơn mọi người ạ.
Xin cảm ơn chia sẻ của Harry Wong. Xin cảm ơn đại diện Lee và xin cảm ơn diễn viên Jay. Và chắc là cái lời nói vừa rồi cũng là cái điều mà chúng tôi hy vọng là tất cả mọi người sẽ cùng ủng hộ cho Harry Wong cũng như là MV như anh đã mong chờ lần này. Cảm ơn mọi người rất nhiều và hãy share thật là nhiệt liệt mọi người nhé. MV đã dạ thật ra thì cái này cũng là vô tình thôi mọi người. Dạ thật ra thì Harry cũng trong đầu Harry thì nó là một cái ngẫu hứng. Tuy là mình là cái người mà hơi dạng kiểu sắp xếp theo cái kế hoạch, nhưng mà cái đôi khi kế hoạch đó nó hơi kiểu như là hơi đi ngã một chút xíu, là vì Harry vô tình lại biết một nhạc sĩ là Sinh Tố. Dạ, đó là bạn người Hàn Quốc mà cũng đã từng viết chia tay đi với của ca sĩ Eric á. Đã từng có viết bài đó cho bạn đó. Và Harry lần đầu tiên Harry cũng nói chuyện với bạn đó và cũng mới biết là bạn đó cũng bằng tuổi với Harry. Sau đó thì Harry mới nhờ là bạn có thể viết một bài hát cho tôi được không. Sau thì bạn đó viết ở trong cái thời mà lúc mà mình bị Covid á, cái thời mà không ai ra ngoài được á, thì lúc đó Harry vô tình nghe bài này thì Harry cảm thấy rất là thích. Và Harry nói là tôi sẽ lấy bài này liền, đưa tiền liền luôn. Thì bạn đó nói là thôi không cần làm gì hết, tôi sẽ trao cho bạn luôn. Sau thì lúc đó Harry làm khi mà làm việc chung với bạn này, sau thì bạn này mới giới thiệu một người bạn là liên quan tới kiểu như là sản xuất này nọ, thì cũng là vô tình biết bạn đã thông qua đoạn nhạc sĩ đó, cho nên Harry cũng cảm thấy rất là biết ơn tới bạn Sinh Tố là Sinh Hyun luôn. Thì Sinh Tố là cái đó tiếng Hàn Quốc cũng kêu là Sinh Tố, nhưng mà cái Sinh Tố đó không phải là Sinh Tố của tiếng Việt nha. Sinh Tố có nghĩa là Xin là họ, là Xin, Tố là Tố đây có nghĩa là điên á. Dạ, là cái từ Tô đây là điên, tức là thằng điên Xin á. Dạ, tại vì bạn đó hơi điên khùng khùng thì bạn đó tự đặt tên cho bản thân mình là vậy. Dạ, thì vô tình bạn đó giới thiệu bạn Nô, và bạn Nô đó là người giới thiệu làm sản xuất cái MV này. Thì tất cả chỉ là vô tình hết thôi, vô tình thông qua người này biết thêm người, bạn Nô lại giới thiệu anh đạo diễn này. Rồi sau đó thì bạn Nô cũng lại giới thiệu những người kiểu như là xung quanh của mình, sau đó thì cũng lại giới thiệu tới bạn Jay nữa. Thì tất cả chỉ là vô tình, và lúc đầu thì Harry cũng như là tính làm nho nhỏ chứ vui vui. Sau tự nhiên cái vui nó không còn là nho nhỏ nữa, tự nhiên làm quay ở bên Busan luôn. Tức là được nhận được cái sự hỗ trợ của thành phố Busan, sau đó thì mình sẽ quay ở đó luôn. Là tất cả mọi thứ tự nhiên, ủa sao cái quy mô nó sao càng ngày càng lớn ta. Lúc đầu thì mình cũng không có nghĩ cái gì hết, càng ngày càng lớn. Và cuối cùng thì tới cái ngày mà mình quay thì lại là bão nó tới. Dạ, bão tới cho nên cái sóng gió nó dữ lắm mọi người, cho nên cái tóc tay của Harry nó bay mà mình không thể kiểm soát nổi luôn. Nhưng mà trong cái lúc mà quá trình mà nó bay như vậy thì anh đạo diễn lại nói là trời ơi, thời tiết như vậy quay cái MV này thật sự xuất sắc, thêm mưa nữa là tuyệt vời. Mà mình cảm thấy là trời ơi, năng đi. Trời ơi, anh ơi đừng có nói mấy câu đó. Nói chung là tất cả những cái mà quay cái MV này, tất cả quen biết những cái này cũng là tất cả chỉ là vô tình thôi, nhưng mà lại là làm được một cái sản phẩm như vậy. Và Harry cảm thấy rất là thích thú với những cái chuyện là những người mà Harry yêu thích, những người yêu quý Harry làm ra chung một cái sản phẩm như vậy. Thì đó là một cái quá trình, một cái kỷ niệm quá là vui. Cảm ơn những chia sẻ của Harry Wong. Giữa sự vô tình chúng ta có mặt ở đây cùng với nhau. Dạ, chắc là lúc này xin được mời tất cả mọi người phía dưới chúng ta có thể... Xin cảm ơn vì đã theo dõi kênh Bí Mật Vbiz. Chúc các bạn những ngày tốt lành.